Nằm ở nhà chị Trang, có ngày lo xăng xeo. Hay quá. Ai, tuần trước mà này ở đi nó xăng xeo này. Xăng xeo suốt ngày vợ chồng, chồng thì mạnh chồng xăng, còn vợ mình vợ xăng. Mạnh ai mới xăng mới làm nhé. Không được vừa rồi nó xeo có nhiều cái mặt nhà nó xeo kinh khủng. Dạ. Ủa cái đợt kia mà tâm dịch đó là em xăng xeo, em mua chiếc xe đặt điện còn có 6 triệu thôi, 6 triệu 3. Bao gồm luôn phí vận chuyển rồi mà suy nghĩ kỹ là mua về xong cũng không làm gì xong cái giờ tiếp giờ mua là 8,7 triệu về cũng là nó có 6,3 triệu mà tiếp. Chồng em xin lắm, tối ngày ngồi chơi game để lấy xu. Lấy xu đổi quà, xu chốc đi hả? Xu của Lazada. Vậy được không? Dạ được, đổi quà được nhiều lắm đó cô. Tâm dịch đổi lương tuần. Đổi được cao thùng, hai cao thùng. Mình đi tốn 10.000 với vận chuyển mà hai cũng đẹp lắm. Là Lazada nó giờ hàng nhanh dã man luôn đó. Dạ. Như một cơn gió mà. Làm ok hết. Nó giao hàng biết mà nó biết mặt mình luôn. Họ đứng hỏi, đơn của ai nha? Đơn của chị á. Nhưng mà nó là đơn của anh á. Còn không có nói đơn của bé tí á. Chạy tới luôn, không cần gọi gì chứ. Hồi ở bên chỗ cũ á, nhà nào nó cũng chưa nó giao hàng hết. Xong cái hôm dịch cái hết tiền rồi, cái không có mua nữa. Cái nó hỏi, ủa sao mấy nay nhà mình không ai đặt hàng trơn vậy? Nó đi giao hàng nhà cái bên á. Xong cái qua nó hỏi, cái em kêu hết tiền rồi, tiền đâu mà đặt. Cái nó kêu, không sao chị đặt lại đi, sao một đơn hàng cũng được nữa. Như quỷ vậy đó. Nhớ mấy chị quá à. Mấy kiểu khùng dừa á. Ê cái miếng gì đã quá vậy. Cái bờ bờ á. Ngoài ờ không thì nó ra hơn nhiều quá. Cái nó đem giùm mình luôn. Nó lạnh lên vô mặt cái đá. Ừ nó mát lắm. Mẹ chỉ thích đắp cái đắp mặt cái da mẹ mà đắp mặt. Nó không bị cái cứng. Còn đắp mấy cái gì khô khô như là về cái da nó đỏ mẩn ấy rồi. Mày qua thứ bảy chủ nhật giờ không phải canh căm căm để lau dọn nhà nữa không? Chào cô coi cái này nè. Cô là người đầu tiên coi đúng nè. Cái gì đấy? 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 Cái gì
Dạ đúng rồi. Do là để lâu á, xong rồi có đợt có đi bác sĩ thì mà bác sĩ nó giao đọc ra á. Bởi vì bị bụng nó quan trọng lắm chứ đâu phải bị bình thường đứng chơi đâu. Cơ mẹ lên chứ không phải ngồi đó mà nói chuyện đàm đạo rồi nha. Nói chuyện gì đúng rồi vậy? Thank you.